Vậy thì với một người mới, khi mà các bạn bắt đầu kinh doanh ở trên nền tảng TikTok ấy, thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào cho nó hiệu quả? Vậy thì khi mà các bạn bán hàng trên TikTok ấy, thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải xác định cho mình ấy, mình thuộc nhóm đối tượng nào khi mà chúng ta tham gia ở trên TikTok. Nó sẽ có hai nhóm đối tượng chính. Một nhóm đối tượng là seller. Seller có nghĩa là những nhà bán hàng, là những cái người mà họ sử dụng những cái nền tảng TikTok này để họ truyền thông, để họ giới thiệu, họ quảng bá các cái sản phẩm của họ. Ví dụ mình kinh doanh các cái sản phẩm liên quan đến phụ kiện điện thoại, liên quan đến mỹ phẩm, có nghĩa rằng là mình là một seller, mình có sản phẩm và mình đăng những cái sản phẩm này lên trên TikTok để mình bán hàng, thì chúng ta là một seller. Vậy thì đấy là một nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ hai đó là những nhà sáng tạo, là những cái cá nhân các bạn sáng tạo ra những cái nội dung hữu ích, những nội dung giải trí để các bạn đăng lên trên TikTok. Mục đích chính của các bạn đó là tăng trưởng được nhiều follow. Thì khi mà các bạn có sở hữu được nhiều người follow, video của bạn hiệu quả, thì các bạn sẽ có một tệp fan. Và lúc đó các bạn có thể kiếm được tiền thông qua booking, thông qua hoạt động đó là làm affiliate marketing. Khi mà các bạn bán hàng hay là các bạn tham gia vào nền tảng TikTok ấy, thì các bạn cần phải xác định rõ mình thuộc cái nhóm đối tượng nào trong hai cái nhóm đối tượng này. Nó sẽ có hai nhóm đối tượng chính. Mỗi một nhóm đối tượng thì chúng ta sẽ có cái cách thức triển khai và xây kênh khác nhau. Ok, vậy thì đối với một nhà bán hàng, vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ để ý các cái kênh của nhà bán hàng ấy, các cái dạng kênh của nhà bán hàng, thì họ sẽ tập trung, họ xoay quanh vấn đề về họ giới thiệu sản phẩm của họ. Ví dụ nha, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số những kênh như kiểu này đi. Ví dụ đây là một dạng kênh của nhà bán hàng, thì các bạn này thì bạn ấy bán các cái sản phẩm liên quan đến quần áo trẻ em, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Đó. Các bạn nhìn thấy là đó, họ chỉ cần quay hai cái sản phẩm liên quan đến cái sản phẩm mà họ đang có. Họ up lên trên kênh, video này 2,4 triệu lượt view đấy, video này 2,4 triệu lượt view, 500.000 lượt view này. Đó, họ đang live stream, họ đang bán hàng đây này. Đó, 48 mắt xem. Đấy, đang live stream bán hàng. Đó, thì các bạn sẽ để ý những cái video ở trên kênh của bạn này chủ yếu xoay quanh vấn đề về sản phẩm. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đặc điểm của những cái nhà bán hàng, họ làm rất trực diện vào sản phẩm với mục tiêu là doanh số, là bán được đơn hàng. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy thì đây là những cái dạng kênh của nhà bán hàng. Các bạn có thể bán đồ chơi, bán máy cạo râu, bán đồ điện tử, bán đồ gia dụng. Kênh khác đi, đấy, ví dụ như kênh của bạn này đi. Đó, thì kênh của bạn này thì bạn ấy lại bán các cái sản phẩm về đồ gia dụng, gọi là kênh bán tạp hóa. Có những cái sản phẩm 10, kênh video 10 triệu lượt xem này. Chiếc ốp lưng điện thoại mà lên đến hơn 124.000 lượt bán. Này mọi người cùng đi tập hợp chiếc ốp lưng xịn sò và giá lại mềm này nha. Nếu mà đặt từ hai cái là không có tốn ngàn ship nào luôn. Đây là lần đầu tiên mua ốp lưng. Thì họ sẽ làm những cái video giới thiệu những cái sản phẩm mà họ đang kinh doanh lên trên kênh của họ. Thì đây là những cái dạng kênh của nhà bán hàng. Họ sẽ tập trung giới thiệu toàn bộ những cái sản phẩm mà họ đang kinh doanh lên trên cái kênh của họ. Các bạn sẽ để ý thấy rằng là những cái kênh mà chúng ta nói xoay quanh vấn đề về sản phẩm ấy, thì đặc điểm của nó là cái lượng view nó sẽ không có nhiều, nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi của những kênh này nó lại rất là cao. Thì đây là đặc điểm của những cái dạng kênh của nhà bán hàng nhé. Đó, các bạn bán máy cạo râu, các bạn bán về đồ ăn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm những cái content xoay quanh vấn đề về sản phẩm của chúng ta. Vậy thì các bạn nhớ này, đối với một nhà bán hàng ấy, để các bạn có thể bán được hàng ở trên nền tảng TikTok, thì nó có 6 cái chìa khóa sau đây. Thứ nhất, để các bạn bán được hàng thì các bạn cần phải tìm ra cho mình một ngách sản phẩm win khi mà các bạn kinh doanh ở trên TikTok. Nó có thể là đồ chơi, nó có thể là đồ ăn vặt, hay là những cái thị trường ngách mà các bạn có khả năng cạnh tranh với đối thủ. Về cái kiến thức về thị trường ngách ấy, thì mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều ở những cái video trước rồi. Các bạn có thể tìm hoặc các bạn có thể đăng ký vào chương trình Bí mật e-com. Các bạn chỉ cần gõ là hoangmạnhcường.com. Đó, thì các bạn điền thông tin họ tên, số điện thoại và email. Đó, thì đây là một cái chương trình chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể vào trong đó và chúng ta có thể tương tác trực tiếp với nhau những cái buổi tối hàng tuần. Đó, để các bạn có thể
gặp trực tiếp với mình. Vậy thì sau khi mà các bạn tìm ra cho mình một thị trường ngách rồi thì chúng ta sẽ gì ạ? Tạo một cái tài khoản TikTok Shop để các bạn có thể đăng được những cái sản phẩm lên trên shop của các bạn. À, đăng hình ảnh của sản phẩm, đăng video của sản phẩm, đăng mô tả sản phẩm. Các bạn đăng lên trên TikTok Shop, các bạn tạo ra một cái gian hàng như thế nào? Đó, thì ở những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo tài khoản TikTok Shop chuẩn SEO nhé. Rồi, sau khi các bạn tạo được tài khoản TikTok Shop, đăng những cái sản phẩm lên trên shop của mình rồi thì các bạn sẽ cần phải làm những cái video để giới thiệu những cái sản phẩm đang có ở trong shop của các bạn. Và đây là cũng là một cái công cụ để các bạn có thể tạo ra được đơn hàng, các bạn có thể kiếm được tiền. Ở trên TikTok ấy thì nó chỉ có hai cái công cụ chính để giúp các bạn bán được hàng thôi. Một đó là các bạn bán hàng bằng video. Còn không thì nó có một công cụ tiếp theo, đó là công cụ livestream. Nó chỉ có hai công cụ này để các bạn có thể diện ra được đơn hàng thôi. Bạn nào mạnh về livestream thì tập trung livestream, bạn nào mạnh về làm video thì gì ạ? Làm video để xây kênh. Hoặc các bạn mạnh cả hai thì các bạn kết hợp vừa livestream vừa làm video cùng một lúc đồng thời thì hiệu quả nó sẽ là tốt nhất. Yếu tố thứ 5 đó là các bạn cần phải hiểu về quảng cáo. Và các bạn nhớ rằng quảng cáo là một công cụ để chúng ta khuếch đại những cái nội dung của chúng ta tới nhiều người. Ví dụ hôm nay các bạn làm ra một video, lúc mà các bạn đăng lên trên kênh của các bạn ấy, các bạn thấy tự nhiên có khoảng tầm 5 đơn hàng và các bạn thấy rằng video này có tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng tốt và các bạn muốn nó có nhiều đơn hàng hơn thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một công cụ đó là chạy quảng cáo vào. Thay vì nó là ra 5 đơn hàng một ngày thì lúc này nó ra 50 đơn hàng, ra 500 đơn hàng. Ví dụ như những cái video này của bạn này thì các bạn sẽ thấy rằng là có những cái video này thì bạn ấy được có hơn 3.000 lượt xem. Đó, video được 7.000 lượt xem. Nhưng mà những video nào hiệu quả thì bạn ấy chạy quảng cáo để cho nó có 2,4 triệu lượt xem, 2,6 triệu lượt xem, 5 triệu lượt xem để có thể bán được nhiều hàng hơn. Các bạn làm nhiều thì sẽ có những cái video nó hiệu quả hơn so với những video khác. Thì đấy là những video mà các bạn cần phải chạy quảng cáo vào để cho nó hiệu quả. Một cái công cụ nữa để các bạn có thể ra được đơn hàng đó là các bạn đi booking. Khi mà cái sản phẩm của các bạn đã có số bán rồi, có nhiều lượt đánh giá tốt rồi, nếu nguồn lực của các bạn không đủ thì các bạn có thể đi booking. Booking nghĩa là đi thuê người khác làm video giới thiệu về sản phẩm của mình. Khi mà các bạn có một cái TikTok Shop sản phẩm bạn bán chạy, các bạn muốn có nhiều nhân viên bán hàng hơn thì các bạn mở chính sách Affiliate. Thay vì một mình các bạn bán hàng thì lúc này chúng ta sẽ có 10 người, 50 người, 500 người cùng bán cái sản phẩm này của bạn. Và các bạn phải trả cho họ một cái khoản phần trăm hoa hồng tùy theo cái lợi nhuận của các bạn. Thì đối với một nhà bán hàng thì đây là 6 yếu tố, 6 chìa khóa mà các bạn cần phải nắm vững để các bạn có thể chuyển đổi và bán hàng tốt ở trên nền tảng TikTok. Mình lấy ví dụ để các minh họa cho cái 6 cái chìa khóa này. Ví dụ đầu tiên là các bạn cần phải tìm ra cho mình một ngách sản phẩm win. Ví dụ như đây là một thương hiệu M2 Bedding chẳng hạn. Đó, thì cái ngách sản phẩm của họ đó là ngách sản phẩm về bán chăn ga gối đệm. Ở bước số 2 là mở một cái gian hàng ở trên TikTok, trang trí shop, đăng sản phẩm lên chuẩn SEO và đăng lên trên TikTok shop và mở một cái gian hàng như vậy lên. Rồi đến bước số 3 là họ sẽ làm những cái video để giới thiệu những cái sản phẩm có ở trên cái shop này và họ gắn link giỏ hàng. Đó, và chúng ta sẽ có được đơn hàng từ việc chúng ta làm video. Ngoài ra thì các bạn sẽ để ý thấy đối với những nhà bán hàng thì các bạn sẽ cần phải có một hoạt động đó là livestream bán hàng. Có thể các bạn là chủ doanh nghiệp, các bạn không xuất hiện, các bạn không muốn xuất hiện livestream thì các bạn có thể thuê nhân sự của mình livestream để bán hàng. Đối với một nhà bán hàng thì các bạn cần phải có một hoạt động đó là daily livestream, đó là livestream hàng ngày. Như bạn này là kênh của bạn cũng lúc nào cũng đang livestream này. Đấy, có thể là bạn ý livestream hoặc là gì ạ, người khác livestream, hay là kênh nhà bún đồ chơi tư duy cũng có nhân sự, cũng có nhân viên lên livestream hàng ngày. Mình có rất là nhiều những cái bạn học viên, bạn ý là seller. Các bạn biết không, bạn ý livestream, các bạn ý thuê sinh viên 25.000 trên một tiếng và bạn ý thuê khoảng tầm 3-4 nhân sự livestream trên một phòng và bạn ý livestream từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. Các bạn biết doanh số của bạn ý một ngày riêng đến từ livestream là khoảng từ 100 cho đến 120 triệu. Khi mà các bạn livestream daily ấy, cái số lượng mắt xem nó chỉ có khoảng tầm 10 cho đến 15. Nếu mà cao hơn nữa thì giống như bạn kênh này, bạn đang có khoảng tầm 50 mắt xem này. Đó, khoảng tầm 50 mắt xem. Được chưa ạ? Nói đó, luôn ạ. 30 mắt xem như kiểu này. Thì các bạn chú ý này. Cái số lượng mắt xem như thế này này. Đó. Nó là số lượng liên tục
liên tục có 30 người vào và 30 người ra. Chứ không phải là trong một ngày nó chỉ có 30 người này xem. Đối với một nhà bán hàng các bạn là seller thì cái việc livestream daily là việc bắt buộc các bạn phải làm. Sau khi livestream rồi thì có hoạt động quảng cáo, đúng không ạ? Những video nào hiệu quả thì các bạn có thể chạy quảng cáo cho những video đó, hoặc các bạn đi booking. Ví dụ như bên M2 Bedding này họ có Phạm Thoại lên livestream, có Gia Đình Nhà Bánh Bao và rất là nhiều những người khác. Đó, các bạn có thể thuê hoặc là các bạn gửi tặng những cái sản phẩm miễn phí đến cho mọi người để mọi người có thể livestream. Tổng kết lại, đấy chính là 6 cái chìa khóa để một nhà bán hàng có thể bán hàng tốt ở trên nền tảng TikTok. Vậy thì sẽ có một số những cái nhà bán hàng các bạn kinh doanh theo mô hình truyền thống gọi là O2O, các bạn muốn kéo khách hàng từ online về tới offline thì các bạn cũng có thể phát triển kênh TikTok. Đây, ví dụ những cái kênh mà họ bán đồ hải sản như này. Ôi trời ơi các bác ơi, khổ, hôm qua em làm cái video em bán cái combo hải sản 1 triệu ăn ngập mồm ấy thì nó khổ, nó lên xu hướng thì là khổ nhiều bác. Cứ nhắn tin gọi điện bảo em là lại trêu à, hay lại lừa. Có những bác 2 giờ sáng. Bác đó. Thì các bạn sẽ thấy là những cái kênh của anh này đúng không ạ? Anh ấy làm video rồi anh ấy gắn link số điện thoại, khách hàng order đặt hàng hải sản, bán hàng rất là hiệu quả. Vậy thì đối với những cái nhà bán hàng nào mà các bạn làm truyền thống, các bạn bán hải sản, thì hải sản nếu mà các bạn vẫn muốn xây kênh TikTok để các bạn có thể mở được cái kho, tại vì bán những cái đồ tươi sống này thì các bạn cần phải có điều kiện thì các bạn mới mở được cái gian hàng ở trên TikTok đó. Thì với những bạn nào mà cần phải có những cái dịch vụ như là muốn mở những cái tài khoản để các bạn có thể tự vận chuyển, hay là các bạn muốn lên những cái tài khoản đó là TikTok shop dạng tích xanh ấy, thì các bạn cũng có thể liên hệ với đội ngũ support của Topmark, thì bọn mình cũng có thể hỗ trợ để hướng dẫn các bạn có thể làm được những cái điều đó. Rồi, thì đây là một cái mô hình gọi là online to offline. Các bạn cũng có thể xây một kênh TikTok để các bạn kéo. Bọn mình cũng có rất là nhiều những cái bạn học viên, các bạn ý xây kênh TikTok để đào tạo nghề, đúng không ạ? Làm spa, làm thẩm mỹ thì các bạn cũng có thể xây kênh rồi xây thương hiệu cá nhân của mình, rồi kéo khách hàng từ online về tới offline để chúng ta có thể làm. Đó, và rất là nhiều những kênh khác này, ví dụ những kênh của anh Hoa Hồng Mê Linh này đó, thì anh cũng có những cái sản phẩm về hoa hồng như kiểu này thì không thể đăng lên trên TikTok để bán được, thì anh cũng kéo khách hàng từ online về tới offline. Hay là có những anh thì anh bán cửa. Đấy, bán cửa kính, bán đồ nhôm kính, bán những cái sản phẩm rất là to, cồng kềnh, những sản phẩm về dịch vụ. Chúng ta cũng có thể xây kênh TikTok để chúng ta làm, để chúng ta giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình. Rồi, vậy thì mình vừa mới chia sẻ với các bạn toàn bộ những cái yếu tố mà những nhà bán hàng cần phải có khi mà các bạn phát triển ở trên TikTok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn, vậy thì với những cái nhà sáng tạo thì chúng ta sẽ xây kênh TikTok dạng như thế nào. Vậy thì các bạn nhớ này, nhiệm vụ của những nhà sáng tạo ấy là các bạn tạo ra những cái nội dung giá trị để các bạn thu hút khách hàng. Mục tiêu của các bạn đó là xây kênh để thu hút tăng trưởng lượng follower. Càng nhiều người theo dõi, nội dung của các bạn càng hữu ích, càng có nhiều view thì các bạn sẽ càng có nhiều fan. Và cái việc các bạn càng có nhiều fan ấy thì về sau các bạn chuyển đổi để các bạn làm affiliate, để các bạn nhận booking thì các bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Đối với những nhà sáng tạo thì các bạn cũng cần phải lựa chọn cho mình một cái ngách nội dung để chúng ta làm. Thì mỗi một kênh thì các bạn sẽ chọn ra cho mình một cái ngách nội dung để các bạn làm chuyên sâu. Bởi vì nếu mà các bạn là những cái người mới mà các bạn làm nội dung nó quá rộng thì các bạn sẽ rất là khó cạnh tranh, và các bạn có thể khó có thể thu hút được đúng cái tệp khách hàng mục tiêu vào trong kênh của các bạn. Ví dụ các bạn muốn làm affiliate cho các sản phẩm mẹ và bé chẳng hạn, các bạn có thể xây một kênh cùng với con của mình, đúng không ạ? Đó, chia sẻ kiến thức về nuôi con, chăm sóc con, nấu ăn liên quan đến bé, thì các bạn sẽ hút được đúng những cái người họ đang có con, họ follow cái kênh của bạn. Cái đối tượng trên kênh nó phải chuẩn, về sau các bạn bán hàng nó mới dễ. Thì mình lấy ví dụ nha, bố mình review chẳng hạn đi. Đây, ví dụ như bạn này là bạn ý chuyên làm những cái video về chăm con để đó. Giờ mình điền số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Thì đây là những cái kênh mà bạn ấy sẽ quay cùng với con của mình và sẽ hút rất là nhiều những cái người mà quan tâm đến đến việc chơi với con, dạy với con. Mình không hiểu nhá, tại sao cái này gọi là đồ chơi thông minh khi mà nó không thể gõ được thành bài hát do mấy cái nút này không chuẩn
Đồ re mi fa sol la si do. Các nốt đàn này nó làm mỏng teng à? Ít ra phải làm dày dặn như thế này chứ. Kể cả sau khi đúc thanh kim loại xong rồi thì vẫn phải chỉnh lại âm thanh bằng mấy mũi khoan này cơ mà. Nếu âm thanh không chuẩn thì làm lệch lạc khả năng âm nhạc của các cháu mất. Để mình gõ thử cho các bạn nghe nhé. Thì đây chính là những cái kênh mà họ chia sẻ những kiến thức về chăm sóc con, nuôi dạy con và hút được đúng tệp. Về sau có thể làm affiliate những cái sản phẩm liên quan đến đồ chơi, liên quan đến quần áo, liên quan đến mẹ và bé đều có thể bán được ở trên những kênh này. Hay là kênh ví như Minh99 này. Đúng không ạ? Thì bạn này thì bạn ấy sẽ làm những cái nội dung liên quan đến sống khỏe, sống đẹp. Bạn ấy chia sẻ những kiến thức về ăn uống, về làm đẹp, về chăm sóc. Đó thì họ hút được đúng những cái tệp liên quan đến mẹ bầu, mẹ bỉm sữa lên trên kênh này. Thì về sau các bạn ấy có thể làm affiliate, đúng không? Hay là nhận booking những cái sản phẩm liên quan đến cái tệp khách hàng tiềm năng này. Thì đây là những cái dạng kênh nhá, dạng kênh về nhà sáng tạo, đúng không ạ? Đấy, hay là anh Duy Luân dễ thương. Đó thì cái kênh này thì họ lại chỉ tập trung vào làm những cái nội dung review về đồ công nghệ, đồ phụ kiện như là máy quay, máy ảnh, đồng hồ Apple Watch, đúng không ạ? Đó thì những cái đồ công nghệ. Hay là những cái kênh, ví dụ là họ chia sẻ kênh của ông bố mải chơi này, thì bạn ấy làm thợ xây, rồi bạn ấy cũng xây kênh TikTok và bạn ấy cũng làm affiliate. Thì cái nội dung mà các bạn ấy làm đó là chia sẻ những cái công việc, những cái cuộc sống hàng ngày của các bạn, và các bạn ấy cũng nhận booking. Kênh này cũng là một cái kênh rất là hay, các bạn cũng có thể tham khảo của bạn này để chúng ta có thể xây kênh. Vậy thì đối với một cái nhà sáng tạo nội dung ấy thì nó có những cái cách kiếm tiền như thế nào? Nó sẽ có hai cách để các bạn có thể tạo thu nhập. Một là thu nhập từ việc booking, nhận tiền tài trợ quảng cáo. Và thu nhập thứ hai đó là các bạn nhận thu nhập từ việc các bạn làm affiliate. Thì ở những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn về cách để các bạn có thể làm affiliate marketing ở trên TikTok. Vậy thì đối với nhà sáng tạo thì các bạn sẽ không cần phải có vốn, không cần lo tồn kho, không lo vận hành, không lo đóng gói hàng hóa, thì nó cũng sẽ dễ dàng để các bạn có thể bắt đầu trong giai đoạn đầu. Vậy thì trong những cái nội dung mà mình vừa mới chia sẻ đó, những cái kiến thức tổng quan về TikTok, đúng không ạ? Ở trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về TikTok Shop, về làm affiliate, về làm video như thế nào cho nên lên xu hướng. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ở những video sau. Cho nên các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh. Nếu các bạn thấy những cái nội dung của mình chia sẻ hữu ích thì các bạn hãy nhớ để cho mình một like và một bình luận ở phía dưới nha. Đó, để ủng hộ để mình tiếp tục tạo ra những cái nội dung mới, những cái nội dung hữu ích để gửi đến cho các bạn, để các bạn có thể cập nhật. Và nếu như các bạn muốn kết nối trực tiếp với mình để học hỏi, để hỏi đáp những câu hỏi, thì các bạn có thể, các bạn chỉ cần gõ là hoangmạnhcuong.com. Đó, thì các bạn điền thông tin họ tên, số điện thoại và email. Đó, thì đây là một cái chương trình chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể vào trong đó và chúng ta có thể tương tác trực tiếp với nhau những cái buổi tối hàng tuần. Đó, để các bạn có thể gặp trực tiếp với mình. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.